Hôm nay anh em tôi đưa các bạn đến tham quan và trải nghiệm như là chúng ta có một cái địa điểm rất là lý thú và rất lãng mạn dành cho các cặp đôi cũng như các bạn nào yêu thích sự lãng mạn, yêu thích sự vui vẻ. Và đây là một trong những khu vực có cái địa điểm rất là yên tĩnh để các bạn thư thái ẩm thực của chúng ta ngày hôm nay, đó là đi uống cà phê của mình nha các bạn nha. Hãy cùng mình đi thử cà phê nha, theo mình đi, các bạn đi theo mình. Ở cái khu này có cái nhà ga là Itabashi, đây là sân. Một trong những cái khu vực mà có nhiều những cái khu vui chơi giải trí và những tòa nhà cũng thương mại cũng như là các cái văn phòng chuỗi nhiều lắm. Đây là chúng ta cũng kia, đấy các bạn cũng kia nhé, đưa một chân ra đi từ ga ra các bạn sẽ tay phải nhá, đi một đoạn rồi. Phía bên kia là toàn những cái quán nhậu thôi. Đấy, các bạn mà đi ăn uống hoặc nhậu nhẹt đến đây cũng ok. Rất nhiều quán nhậu, cả cái phố bên trong thì là quán nhậu luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình đi uống cà phê cho các bạn đến cái hồ. Có một quán cà phê rất đẹp. Và nằm dưới hồ ngắm cái đường tàu chạy Chuo chạy thẳng Tokyo rất là đẹp luôn. Ok. Các bạn thấy không? Cái địa điểm này rất là đẹp luôn. Cái không gian này nó rất là chill luôn nhá. Đây là các cặp đôi. Các cặp đôi nào mà muốn đến đây thưởng thức ly bia thì cũng rất là hợp lý nhá. Rồi không gian rất là thanh bình, yên tĩnh. Đấy, các bạn có những cái table như thế này để các bạn ngồi này. Ghế như thế này để ngồi và làm vài ly bia với một nhóm bạn thì đúng là tuyệt vời luôn. Ở bên dưới này có cả hồ luôn các bạn này. Đây hồ này. Hồ cá. Các chú cá ở đây cực to luôn này các bạn này. Cá chép ở đây cực to luôn. Ồ, nhiều luôn. Cá cực to luôn, cá ở đây toàn 5, 7, 10 cân một con các bạn ạ. Nó há miệng nó to. Quá to luôn. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.
Các bạn thấy không, đứng ở đây nhá, các bạn nhìn cái tàu luôn, chạy chưa? Cái tàu Yabashi, cái tàu Chiyo rồi, chạy thẳng Tokyo là chạy thẳng Chiba này. Đấy, tàu chạy luôn, đứng đây rất là đẹp luôn. Khu vực nếu mà ai muốn đi chèo thuyền á, tàu chèo thuyền nhỏ này. Đấy, các bạn có thể thuê nhá, thuê ở đây, thuê là chèo ra ngoài để chơi này. Và bên này sẽ dãy cà phê này, các bạn nhìn nhá, cà phê, dãy cà phê luôn, đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Trong trường, rất là nắng này, tuyệt vời luôn đấy. Ở đây các cặp đôi ấy, các bạn ấy, đi chơi ở đâu hoặc là nhậu cũng được. Dưới hồ rất là mát mẻ này, bên trong kia thì cái ghế ngồi rất là nhiều. Nhưng mà ai mà thích cái không gian như thế này thì các bạn có thể đến cái nhà ga Itabashi nhá. Itabashi rất là trung tâm Tokyo luôn, rất trung tâm Tokyo. Vào cái mùa hoa anh đào, các bạn mùa hoa anh đào dọc cái khu phố này, toàn bộ khu vực thì ai dọc hoa anh đào rất đẹp. Ok, bây giờ các bạn đi vào mình đi vào mua cần cà phê uống nhé các bạn nhé. Các bạn nhá, đây anh em mình vừa làm hai ly cà phê. Các bạn thấy không? Không gian chill không? Các bạn nhìn thấy cái khu vực sau xa xa gần nhà, đứng đây là nhà ga nhá, Itabashi này. Dưới này là hồ luôn. Ui dồi ôi, mùa hè cực mát luôn. Địa điểm này đúng là địa điểm thú vị các bạn ạ, cần đến nhá các bạn nhá. Nếu mà đôi nào mà đến đây, các bạn có bia này, có rượu, có rượu vang luôn. Có các bạn muốn rượu mạnh thì có whisky. Ai mà muốn nhẹ nhẹ hơn thì uống bia Tiger chẳng hạn thế. Xong rồi làm một ly cái gì nhấm nháp, hoặc là một đĩa pizza. Ở đây bán pizza luôn các bạn nhá, pizza. Cái đường này thì họ trang trí đèn nếp này, trang tảng này. Phía xa xa thì là cái quán nhậu. Đấy, quán nhậu cực đẹp luôn. Đấy, các bạn thấy không? Tàu chạy ở mầm đây, các bạn nhìn thấy không? Đấy, có thể tuyệt vời chưa? Đấy, khu này, chỗ này là chỗ mà các bạn lên đến. Không đến đây thì đến đâu nữa các bạn ơi. Cà phê uống nhá, mời các bạn cà phê nhá. Hôm nay ở Tokyo thời tiết đẹp lắm các bạn. Ngày mai thì có lẽ là hơi mưa, nhưng mà hôm nay buổi tối rất là đẹp. Mình thì hôm nay có thời gian để cùng mấy người em của mình, hai anh em đi làm ly cà phê, và cũng như tranh thủ quay cái video này để có thể giới thiệu cho các bạn biết là cái địa điểm này. Các bạn nếu như mà ở Tokyo ấy, yêu thích những cái không gian nó kiểu chill chill một tí ấy, thì các bạn đến đây nhá. Cái địa điểm này là một địa phần những cái khu vực mình nghĩ rằng là nó rất là phù hợp. Mình cũng rất là thích cái địa điểm này, uống cà phê hoặc là anh em nhậu nhẹt với nhau vài ly bia cũng rất hợp lý ở cái địa điểm này. Vừa ngắm đường tàu chạy này, rồi không gian mát mẻ, dưới lồng hồ luôn. Họ có cái sự tạo sóng làm cho cái hồ nó rất là mát. Họ có phun sương lên từ dưới lòng hồ ấy, phun sương lên. Và cái sáng này thì nó đang, người ta đang có
một cái dãy khu phố hồ này mãi kéo dài ngoài kia. Đấy, rất là đẹp. Và địa điểm này là một trong những cái mà khu vực mình rất là thích. Thì các bạn nếu mà có thời gian thì ai mà thích thì các bạn đến đây các bạn nhé. Không mất tiền vé vào đâu, chỉ có mất mỗi là các bạn muốn uống cái gì, muốn ăn cái gì thì các bạn mua thôi. Sau đó thì các bạn lựa chọn cái bàn của mình yêu thích. Ở đây thì có cái dãy ghế canta bên ngoài, dãy ghế bên trong thì có tre, tre mưa. Nếu như có mưa thì vẫn có chỗ khu để các bạn có thể tránh mưa. Nên là chỗ này là một trong những chỗ mà mình nghĩ rằng là cũng rất là phù hợp ấy, với những cái bạn mà yêu thích những sự lãng mạn. Các bạn thấy không, cái chỗ này đi chơi thì đúng là tuyệt vời luôn. Đấy, rất là mát mẻ, ghế ngồi nhiều luôn, bàn cũng nhiều luôn. Đến đây mà các bạn được thưởng thức ly cà phê hoặc là uống bia rất hợp lý, mát lắm. Còn ngoài trời không mưa thì đúng là hấp dẫn. Đây là một trong những địa điểm rất là hot. Nếu như các bạn có thời gian nhé, hãy đến đây nhé bạn nhé. Không gian đẹp lắm, này các bạn nhìn này. Đấy, không gian đẹp lắm. Đấy, thấy chưa, cái lối đi này, lối đi đấy. Đây là khu có mái vòm để cho đỡ mưa, giá đỡ nắng này các bạn này. Đấy, đẹp luôn. Ok, các bạn thấy thế nào? Đây là một trong những cái khu vực ngày hôm nay mình đến đây rất là vui vì không khí cũng như là một trong những cái thời tiết rất là mát mẻ của Tokyo giữa trung tuần của tháng 6. Nếu như các bạn thích cái địa điểm này thì các bạn đến đây các bạn nhé. Thưởng thức cho mình một ly cà phê, một ly kem hay là một chai bia cũng rất hợp lý. Nếu như các bạn đi cùng với một bạn của mình, người thương của mình ấy, thì địa điểm này địa điểm không thể các bạn không đến. Rất đẹp, rất lãng mạn và một trong những khu vực mà mình nghĩ rằng nó thật sự riêng tư cho một đôi các bạn. Ok, chúc các bạn sẽ có nhiều trải nghiệm vui cùng mình ở tại khu vực Tokyo. Hẹn gặp lại các bạn vào một video tiếp theo. Các bạn hãy thích video này hãy cho mình một like, một đăng ký để cùng mình trải nghiệm nhiều những địa điểm vui vẻ ở tại khu vực Tokyo nhé. Bye bye thân ái, cảm ơn các bạn. Bye bye.